Alo. Alo, em Thuận nè anh Hay ơi, tại quên quên gọi lại cho anh á. Thuận ơi, cái máy của mình như vậy là mình gác lên trên 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 nóc trời sao Thuận? À thì cái máy em đưa anh là anh thấy cái thẻ nhớ em bỏ vô trong cái đó em dán keo lại thấy không? Rồi, ok. Nói chung là đầy đủ hết rồi đúng không? Thì Nhưng mà cái quan trọng nhất không. á, để em nói anh nghe, để em nói trước. Rồi Thì bây giờ á, là rồi. ngày mai anh bỏ một bữa anh cứ sạc pin bình thường nha. Xong buổi Ừ. chiều á, tầm khoảng 5 6 giờ chiều á, chỗ nào mà dơi nó có mà cái khu vực khác đừng cái khu vực chòi anh thì càng tốt. Anh ra ngoài đó Rồi. bắt Rồi đầu anh để cái máy ra rồi anh mở âm thanh lên lớn nhỏ như thế nào á, anh ngồi xa ra để coi con dê nó tới hay không, hiểu không? Khi mà con ok. dê nó Rồi ok. tới á thì anh thấy nó bay mà nó xa xa cái máy ra, ví dụ như cỡ chừng 1 2 mét á thì rồi ok, Rồi. còn nếu mà nó hơi xa xa thì anh chỉnh cho nó nhỏ hoặc là lớn lên để khi con dê nó tiếp xúc gần cái máy 1 2 mét là ok. Thì anh nhớ được cái Rồi. mức đó là tối á, là anh 7 8 giờ, 5 6 giờ chiều anh câu nó lên sẵn trên chòi á, rồi Ừ. khi mà sáng 4 5 giờ anh bấm cái nút để cho nó kêu là được rồi. Rồi. Bây giờ anh thắc mắc muốn hỏi em chuyện nè. Dạ. Ví dụ cái máy này mình lên là mình bắt cái đầu mót của mình đâu có bấm tắt được hả em? Có nghĩa là trên cái máy anh hiểu không, là À. mình điều khiển trên Mở cái trực máy, tiếp. mình mở trực tiếp, mình không có tắt ở trên cái máy được. Mình chỉ giống như cái Đúng. tivi, giống y chang như cái tivi, anh chỉ là anh đụng vô cái tivi mới tắt được cái tivi thôi, hoặc là tắt nhưng mà Ủa nó không tắt hết tín hiệu. mà sao kỳ em? Anh bấm mà sao nó qua bên đài nữa em? Thì đúng rồi, trong đó là nó có đài cassette đồ này nọ nữa mà, nhưng mà mấy cái đó nó không có quan trọng, anh hiểu không? Thì trên cái đầu mode của mình á, nó có cái chữ như là cái chữ dấu dấu quay đi quay lại á, cái đó là không phải, cái đó là qua cassette. Còn cái anh muốn lặp đi lặp lại một bài Lớn nhỏ thôi phải không? Lớn nhỏ thôi phải không? lớn Cộng nhỏ, trừ. anh muốn nó kêu một bài á, anh thấy cái chữ C không, Rồi, chữ thấy. cờ á, là anh bấm vô chổng là nó kêu đi kêu lại. Ví dụ nó kêu bài số 1 đúng không, nó kêu ví dụ 1 phút đi thì nó kêu hết một Rồi. phút đó, xong bắt đầu nó quay lại bài số 1 nó kêu tiếp Rồi, đó. anh cũng tính tham khảo với anh rồi nè. Tại vì anh biết bây giờ là ý là mình muốn treo cái đó lên chòi mình Dạ. hay là mình treo chỗ khác. Dạ. Đó. Cái mà mình treo cái máy lên chòi ha, treo chỗ khác. Cái máy á, thì mình treo nó lên trên chòi, anh hiểu không? Nhưng mà mình treo lên chòi là ví dụ như cái chòi của mình là không bỏ vô trong cái chòi luôn. Nhưng mà mình treo cái hình thức giống như con gà nó gái vậy đó. Mình treo cái góc nào cái gì? Dạ đúng rồi, treo hình thức giống như con gà nó gái trên mái nhà vậy đó, kiểu Ok. vậy đó. Rồi anh thôi bây giờ nói ngắn gọn là anh hiểu rồi. Rồi nó có cái nè em. Dạ. Bây giờ thay vì em làm thường thì em biết giờ khoảng mấy giờ. Giờ mấy giờ anh hỏi vậy thôi. Khoảng À. mấy giờ con dơi nó về. À thì không phải là cái dê á, thì nó đi ăn là từ ví dụ như 6 giờ đi đến 6 giờ sáng là bắt đầu nó về, 5 giờ mấy, 4 giờ mấy là bắt đầu nó về. Nhưng mà là mình mở á, là anh cố gắng anh dậy sớm, mình ở dưới vùng quê mình 4 giờ mình dậy được mà. Không, 3 giờ là anh đã dậy rồi. À đúng rồi, nếu mà dậy được càng sớm thì càng tốt. Nhưng mà anh hay hiểu biết không, là ví dụ như Rồi. là cái trường hợp á, là ví dụ mình mở, thí dụ như mình mở giờ này nè, 7 8 giờ, 11 12 giờ á, thì mình mở lên Ngồi là lên. con dê nó nghe kêu thì nó quay quanh cái chòi À. của mình, hiểu không? Nhưng mà À. nó quay một hồi nó đói quá, hiểu không, hoặc là Rồi, nó mệt à. quá thì bắt đầu nó sẽ đi nghỉ, hoặc là nó có thể nó bay nó đi kiếm ăn, nó không có vô trong cái À. chòi của anh, hiểu không? Rồi, đúng Nên rồi, đúng rồi, đúng rồi. mình chơi là mình mở cái buổi mà gần sáng á, để chi để khi ảnh À. bay á, ảnh mệt á, mà trời bắt đầu sáng lên ảnh không có quay về cái chỗ của ảnh được, Kiếm hiểu không? Thì bắt buộc cái anh, đường kiếm cái đường nghỉ mà. đúng rồi, kiếm cái đường nghỉ, nhưng mà nghỉ không được thì bắt À. buộc phải tấp vô chòi ở thôi, Rồi, ok. hiểu không? Mình chơi cái trò đó là Rồi, để cho dụ nó vô trong cái chòi của mình. Còn ví dụ như mà khi mà cái chòi dê của anh mà nhiều quá rồi đó, thí dụ được trên 1.000 đến 2.000 con á, thì anh không cần phải sử dụng cái máy của em nữa, anh hiểu Đúng không? rồi, tại nhưng vì mà cô nhưng mà anh chơi một cái chiêu khác nữa, là ví dụ như cái chòi dê của mình á, thì bán kính của nó là cái khu vực nó ở là tầm 500 m không, thì mình đi ra cái chỗ mà 300 mấy 400 m á, là mình làm một cái cây giống như cây cờ á, là cao 4 5 m gì đó, hiểu không? Xong bắt đầu mình để cái máy của mình lên, mình mở y chang như như vậy luôn, nhưng mà mình mở là quanh 6 giờ tối bắt đầu mình mở tới sáng luôn, anh hiểu không? Tại vì cái khoảng là thời gian chị đó là dê, cái bầy dê ở bên kia nó khác cái bầy dê bên mình, nó nghe kêu thì nó sẽ bay qua bên đây, nó bay qua bên đây nó tập vô cái bầy của mình nó ở luôn,
Đây là mình làm thêm cái chuồng khác nữa. Không có cần làm chuồng khác, là những cái con dê bên chòi khác nó bay qua bên đây, hiểu không? Là trong là giống như cho nó nhập bầy vậy đó anh. Rồi anh cảm ơn em. Tại vì nó sống á, là nó sống bán kính á, anh hay. Ví dụ như cái khu vực nó sống là 500m thì cái tụi bên kia là khác, nhưng mà cái tụi bên kia nó nghe được cái tiếng, hiểu không? À nó qua đây nhập bầy vậy, coi như nó nhập bầy lấy cái đám này. Bây giờ theo anh nói em nghe nè. Dạ. Bây giờ nó có cái gì mình theo từ 3 giờ mình kêu tới là 4 giờ 5 giờ mình ngưng kêu được không? Không, mà theo em nghĩ là anh cứ 6 giờ anh cho nó kêu là ok. Quên 4 giờ rưỡi nó kêu là ok. 4 giờ bắt đầu cho kêu đến 6 giờ 6 rưỡi là được. 6 rưỡi chiều ha em. Sáng anh. Không, 6 giờ là nó đã không ở quê anh á. Là nó 5 giờ là sáng bét rồi em ơi. Hồi nãy giờ anh không hiểu ý em nói hả? Không. Có nghĩa em nói anh á, là mình mở á, là thời gian á, là 4 giờ sáng. 4 giờ. À 4 giờ sáng. 4 giờ sáng mình mở. Thì khi đó con dê mà nó nghe kêu thì nó sẽ quay quanh cái chòi của anh. Rồi ok. Ừ, khi mà trời sáng lên á, thì nó sẽ không có quay về được. Thì bắt buộc nó phải tấp vô trong cái chòi của anh nó ở. Rồi đúng rồi anh hiểu, coi như nó lạc đường á. Đúng rồi, còn thí dụ như chưa đến 4 giờ sáng mà anh mở ví dụ như giờ này 8 giờ bắt đầu anh mở đi. Anh mở lên nó bay 2-3 tiếng đồng hồ, nó đói bụng hoặc là nó muốn quay đi đâu á, thì nó sẽ bay được tại trời nó còn sáng, anh hiểu không? Nó bay đi. Đúng. Cái lúc mà mình cho nó quỷ nó lúc vô. cao điểm vậy. Cao điểm là trời sáng. Đúng rồi, là có nghĩa là nó không quay về tổ nó được, là nó ghé vô tổ mình. Đúng rồi, nó vô tổ mình thì cái lập trình của nó rồi, đi về okay. Về thì ngày mai nó cũng về lại cái chỗ của mình. Rồi anh hiểu rồi. Kiểu rồi. Như là giống như là dụ cho khách dừng chân buổi sáng vậy đó anh, hiểu không? Rồi đúng rồi. Tại vì đi lỡ đường rồi không giờ mình đụng bay đi đâu nữa, bay về nhà mình xa quá thôi, ghé đỡ đi ngủ đỡ đi. Bay về mình thì xa quá mà về lại không được, trời nó sáng không thấy đường để về, anh hiểu không? Giống y chang như là mình buổi tối mà nó lại buổi sáng á, buổi tối mình đi không được, nhưng mà nó là buổi tối nó đi được, biết không? Đúng giờ rồi. Sáng chân lên nó đâu thấy đường nó đi. Rồi em ơi, nó có cái gì em có ba cái luồng dơi. Dạ. Là mình bắt lát cái luồng này lát luồng kia hay sao em? Có nghĩa là nó có ba cái luồng là ba cái bài, anh hay nói là ba bài đó nó khác nhau á là. À đúng rồi, ba bài á em. Hôm nay mình mở bài này, ngày mai mình mở bài kia, mốt mình mở bài nọ, cái kiểu như mình mở cho nó lạ. À. Cũng không có gì. Mở xem kẻ ha em ha. Dạ đúng rồi, có nghĩa là mình làm cho nó mới lạ thôi, chứ thật ra là bài nào dùng cũng được hết anh hay. Đúng, chứ mình đâu có ở không đâu mà bấm lát bài này lát bài kia. Dạ đúng rồi, anh cứ bật đại lên một rồi. Bài được, không sao hết. Rồi, em giúp anh, rất cảm ơn em, hồi tại vì anh cũng mới làm thôi. Có đi làm thử chưa? Hả? Hồi chiều này có đem ra thử nghiệm chưa? Không, anh thử máy rồi. Ừ, thì có gì ngày mai á, làm theo em nói vậy đó, bỏ một ngày ra thử nghiệm đi. Rồi có gì không biết cứ điện lại cho em nha. Rồi, nó đúng là nhờ em giúp đỡ giùm anh nha. Dạ. Chứ anh này cũng mới biết thôi, nhưng mà bỏ cái chuồng này giờ mới giờ thợ nó nói là phải 45-50 triệu. À. Đó, thì nó làm mà nó biết rồi đó, mới giờ nó nói là 45-50 triệu, lá thúng lốt thì anh mua là 14.000 tàu em. Dạ. Đó, thì không, anh em mình thì có gì anh... Tại vì nãy quên, chúng tôi cúp máy điện lại cho em. Không sao á anh hay ơi. Không à, bữa nào anh em mình gặp lại á. Rồi ok, anh nghỉ ngơi đi. Rồi, có gì okay. Làm anh được báo lại em nha. Rồi anh em mình có gì trao đổi giúp anh ha. Rồi. Thì nói chứ anh thì cũng mới làm mới mẻ, nhờ em Út giúp giùm anh. Dạ, rồi, ok. Ok, chào em ha. Dạ. Rồi chào em ha.